Như vậy ở đây là cái biểu thức U đặt vào cái tụ này. U bằng U hiệu dụng căn 2 cos 2pi ft vôn đặt vào hai đầu cái tụ điện. Có điện dung C đây. Thì hỏi rằng là nếu đồng thời tăng U và F lên 1,5 thì cường độ hiệu dụng sẽ thế nào? Thì trước tiên ta chú ý là cường độ hiệu dụng lúc đầu là U chia Y hiệu dụng bằng U hiệu dụng chia do ZC. ZC. Như vậy bằng U ZC là 1 trên omega C. Tức là mà omega bằng 2PF. Như vậy là 2PFC nhân U. Đấy. Như vậy tương tự. Sau đó Y phẩy chính là bằng 2PF phẩy C U phẩy. Ta lập tỉ số Y phẩy chia cho Y chính là bằng F phẩy chia cho F. U phẩy chia cho U. Cái này tăng 1,5. Cái này cũng tăng 1,5. Như vậy cái này chính là 2,25. Như vậy nói rằng là nếu đồng thời tăng điện áp hiệu dụng và tần số 1,5 lần thì cường độ hiệu dụng sẽ tăng 2,25 lần. 2,25 lần có nghĩa là chọn phương án D.